Xin chào các bác và tất cả các anh chị. Em đang ở tại kho Nhật Sóc Nhật 87 là Láng Hạ. Thì bên em hôm nay em lại review cho các bác một mẫu tủ lạnh mới, đó là tủ lạnh Hitachi. Tủ này, con này dung tích khá là lớn, tủ 620 lít. Phím cảm ứng nổi. Thì con này nó là màu xanh đá. Thì nó là tủ mặt kính, thương hiệu chính là Hitachi, dung tích là 620 lít. Con này khá là đẹp, nói chung là bên em đã test khá là ok rồi. Thì em lên video này thì với kích thước của tủ 620 lít này thì của nó là rộng 74 phân, mà sâu khoảng tầm độ 73 và cao 1m82. Đây là kích thước của tủ 620 lít ạ. Tủ 6 cánh 1 2 3 4 5 6. Thì anh chị em nào mà đang có nhu cầu mà tìm một em tủ lạnh dùng cho gia đình từ 3 đến 10 người thì alo trực tiếp cho em hoặc nhắn tin qua Zalo số điện thoại là 0937445330. Hoặc là bác nào ở gần chỗ khu vực Hà Nội thì có thể là qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem hàng. Thì bên em có rất nhiều các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt và điều hòa, nồi cơm, máy rửa bát, máy ép chậm. Thì bên em có đầy đủ các sản phẩm cho các bác lựa chọn. Thì các bác có thể qua xem trực tiếp. Hàng bên em bán thì em bao các bác là zin nguyên bản 100%. Đây, các cái phím ấn điện tử cảm ứng của nó khá là nhạy. Đây là phím tiết kiệm điện này, các bác bật chức năng này lên nó chạy khoảng 50% công suất tủ. Đây là cái dòng đầu tiên. Dòng thứ hai này là điều chỉnh nhóm ngăn đông, thì em đang để trung bình. Các bác nhấn lên trên cùng này là mạnh, về dưới là yếu. Đấy, trung bình, đây là ngăn mát, mạnh, yếu, trung bình. Đây là chương trình làm đá rơi, đây là đá rơi bình thường, đá rơi nhanh, lạnh, già, vỡ. Đây các bác để, đây là dừng làm đá, đây là làm đá rơi bình thường. Đá đây, các bác để đấy. Còn là chương trình này thì không cần thiết, cái đây là chế độ làm chân không. Mình tắt bỏ đèn nên là tắt chế độ chân không ạ. Đây là chế độ ướp lạnh và chế độ làm lạnh, và đây là chế độ tự động. Đấy, đây là Ecolavi, là chương trình tiết kiệm điện của nó, chương trình khử khuẩn với chương trình tiết kiệm điện. Các bác em soi rất kỹ về các hông sườn của nó. Đây, hông sườn con này quá đẹp các bác ạ. Cực đẹp luôn, màu cũng đẹp luôn. Màu này là kê vào phòng bếp để nó nhìn nó sáng ạ, sáng và đẹp. Đây các bác, nhìn đẹp chưa, đẹp long lanh rồi ạ. Đây em sẽ đi vào nội thất bên trong một chút. Đây nội thất đây, các bác nhìn nhá, sáng và đẹp long lanh luôn. Con này dung tích lớn nên là nội thất khá là rộng. Đây, đây là kho này là không mát đây các bác. Không mát này thì các bác cứ để có cái đồ như là bia, rượu, hoa quả, thực phẩm chín, đồ khô, thức ăn thừa thì các bác có thể để vào đây. Còn ở đây là ngăn chân không tiệt trùng của nó. Ngăn chân không này thì các bác có để có đồ những cái đồ thực phẩm chín, thực phẩm chín hay là đồ tươi mình ăn trong vòng một vài ba đầu ngày tiên, hay là mình để các cái đồ như sữa tươi hay là như nó bảo quản rất tốt luôn, vì nó là đang ở cái chế độ là hút hết chân không ạ. Hút chân không ở sạch ở bên trong đi, nó sẽ làm giảm đến sự oxy hóa của đồ ăn xuống. Còn đây là khay làm nước ạ. Khay các bác cho nước vào đây thì đá nó tự động nó hút vào đây. Đây là công nghệ đá rơi, đá viên của Nhật. Còn là cái ngăn bên cạnh này thì các bác có thể giữ chữ đá này, hay là các cái đồ như là đồ cốc đông, hay là cái đồ như đồ trẻ nhỏ như nhà mình, hay là đồ kem, sữa chua, thành rau câu ấy, thì các bác có thể để ở đây. Ở đây là ngăn đá phụ của ngăn đá rơi. Thì ngăn này thì các bác để ấy đây nhé. Đây là một cái ngăn đưa hút đá sạch sẽ. Đấy là các cái ngăn như ngăn đá rơi và ngăn phụ đá rơi. Còn đây là cái ngăn này là ngăn cấp đông xí. Không xí thì nó có 3 tầng này, các bác nhìn được. Rộng mênh mông cái này thì để bao nhiêu gà, bao nhiêu lợn, bao nhiêu vịt cho nó vào đây cho nó đủ. Cái ngăn này thì các bác có để các cái đồ như là thịt cá, hải sản, gà, nên mình để cấp đông mình ăn trong vòng nhiều ngày, nó bảo quản rất tốt luôn.
Còn ngăn dưới này thì các bác có để đồ khô này. Đây, nhìn này, nhìn to chưa, ngăn rau, rau củ. Các bác có để đồ rau củ đây, hay các cái đồ khô, các cái chai lọ nhỏ các bác để vào đây cũng được. Đây là cái ngăn cuối cùng, đấy là ngăn rau củ. Còn ngăn trên cùng này là ngăn mát. Các bác nhớ để các cái đồ như là hoa quả ấy. Cái chế độ làm lạnh của nó này đều có chế độ làm lạnh tự động bù ẩm nhé và khử khuẩn nhé. Các bác biết là cái tủ lạnh Nhật này nó có cái tính năng là khử khuẩn rất tốt, nên là các bác yên tâm khi dùng thì nó cực kỳ là tốt cho cái chế độ bảo quản đồ ăn này, hay là nó trong đấy vệ sinh thực phẩm thì nó hoàn toàn là cái tủ là nó là có 5 ngăn độc lập, nên là 5 ngăn 6 cánh đều độc lập cả, nó không ngăn nào chung với ngăn nào cả, nên các bác để đồ ăn rất tiện luôn. Thì đây em đi vào cái thông số bên trong nó một chút này. Con này tủ là tủ 620 lít này, ngăn đông của nó là 185 lít, ngăn đá rơi nó là 34 lít và tổng ngăn mát là 435 lít, khá là rộng luôn. Kích thước của nó là rộng 75, sâu 73 và cao 1m82. Nhà sử dụng ga cháu 600A ga đời mới inverter bây giờ và nặng 130 cân. Công suất tiêu thụ điện hàng năm nó là khoảng 220W đến 230W điện, và công suất tiêu thụ hàng ngày nó là 106W, công suất xả đá là 303W. Con này được sản xuất tại Nhật và sử dụng nguồn điện 100V và sản xuất 2018. Đấy. Nên các bác biết là một con tủ hàng lướt đẹp cái này thì mình về dùng cho gia đình mình thì khá là thích luôn, vì tủ là hông sườn đẹp. Bên em bán hàng em bao cho các bác là zin nguyên bản 100%, hàng không sửa chữa. Bên em bán bảo hành 15 tháng và miễn phí ship trong vòng 50 cây. Các bác ở xa thì bên em không có đi ship được. Nếu các bác ở xa thì bên em sẽ gửi xe và ghép xe cùng thôi. Đấy, con tủ khá là đẹp này. Thì bác nào mà đang có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em hoặc nhắn tin qua Zalo số điện thoại là 0937445330 hoặc là qua trực tiếp địa chỉ tại cửa hàng, đó là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem ha. Đây bên em còn rất nhiều các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, điều hòa. Các bác mà quan tâm đến hàng Nhật nội địa thì có thể là ấn cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm lần sau và bật thông báo lên ạ. Thì bên em còn rất nhiều các mặt hàng như tủ lạnh, máy giặt này, nhiều sản phẩm để các bác lựa chọn. Đây là về các hàng Nhật nội địa, điều hòa đây, các bác nhìn điều hòa mới đấy, điều hòa mới vẫn còn. Nên là các bác yên tâm về cái hàng Nhật thì bên em bán lâu năm rồi, nên là hàng bên em bán thì từ hàng zin nguyên bản là hàng lựa chọn. Như con sản phẩm tủ lạnh này là nó là hàng lướt, hàng đấu giá, các bác yên tâm. Em giới thiệu video cho các bác vậy thôi, các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em hoặc là quan xem trực tiếp. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ.